told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until. Hello, xin chào cả nhà. Chắc cả nhà đã biết những hình ảnh vừa rồi là ở đâu đúng không nè? Tạm biệt cái nóng oi bức của Sài Gòn. Hôm nay nhà mình có chuyến đi du lịch lên Đà Lạt mong mơ ý mơ mộng. Rồi lên xe đi. Lên xe để ngủ mà chứ có làm gì đâu. Bye bye chưa? Bye bye. Mọi người ai cũng phấn khích, háo hức hết. Mặc dù bây giờ đã gần 9 giờ tối rồi. Coi cái mặt bà mở kìa, biết đi chơi là không ngủ được luôn. Trời ơi. Mà các mẹ không đi được, cũng ra chào tạm biệt. Thấy cái bộ cũng muốn đi lắm rồi đó. Lên xe đi luôn đi nè. Bye bye. Bye bye, bye, bye. Đi vui vẻ, chơi đẹp nha. Rồi giờ xe chạy thấy ai cũng háo hức hết à. Giờ xe sẽ đi đón thêm hai bạn nữa. Còn đi có 8 người mà thuê xe 16 chỗ. Thấy chơi sang không cả nhà. Thuê xe này được cái muốn đi chơi chỗ nào cũng được. Ăn uống vui chơi thoải mái. Chứ mình đi xe khách lên Đà Lạt rồi lại thuê xe đi nữa thì phiền lắm. Vừa đồ đạc linh tinh rồi lạc mất nhau nữa. Lúc này thì mọi người ngủ rồi. Mình tranh thủ xem trận Hàn Quốc và Bồ Đào Nha lượt cuối. Ta nói Hàn Quốc lại tạo ra địa chấn nữa rồi. Thắng bồ và hồi hộp chờ vào vòng 16 đội mà nó đau tim không thể tả. Chúc mừng Son Heung-min và đội tuyển Hàn Quốc. Muốn đến được thành phố Đà Lạt thì các bạn phải biết vị trí đèo Bảo Lộc nằm ở đâu, bởi vì sẽ bắt buộc phải đi qua đó. Ngoài ra cũng còn có khá nhiều con đường đèo cao quanh co khác mà các bạn phải đi qua. Vì vậy khi di chuyển thì không những cần có một tài xế kinh nghiệm, tay lái vững chắc, thông thạo đường đi. Đèo Bảo Lộc nổi tiếng là đoạn đường khó đi và tương đối nguy hiểm. Đèo Bảo Lộc cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 158 km, cách biên giới giữa tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai khoảng 23 km và trung tâm thành phố Bảo Lộc khoảng 13 km. Đèo Bảo Lộc có tên gọi cũ là đèo Blau hay còn gọi là đèo Ba Cô, được đặt theo sự tích ba cô gái tại đèo này, nằm trên tuyến đường quốc lộ 20 thuộc tỉnh Lâm Đồng. Đây là con đường duy nhất mà các bạn bắt buộc phải đi qua nếu muốn di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh lên đến thành phố Đà Lạt. Chỉ với chiều dài vỏn vẹn có 10 km, nhưng đèo Bảo Lộc lại sở hữu lên đến khoảng 108 cua gắt, khiến cho con đường này trở thành một thử thách lớn dành cho các cánh tài xế. Bên cạnh đó, với một bên là núi, một bên là dốc vực thầm, đã làm cho đoạn đường này trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Vì vậy, nơi này thu hút được nhiều bạn đam mê phượt, thám hiểm, đổ về vào mỗi ngày nghỉ. Đèo Bảo Lộc này đã được xây dựng cách đây khá lâu, từ năm 1973. Độ cao của đỉnh đèo là gần 1 km và chân đèo là 415 m so với mực nước biển. Cảnh thiên nhiên đồi núi quanh đèo Bảo Lộc là vô cùng đẹp. Tuy nhiên thì các bạn phải lưu ý hết sức cẩn thận khi di chuyển qua đường đèo này. Vấn nạn kẹt xe tại cung đường này cũng là thường xuyên xảy ra vào các ngày nghỉ, dịp lễ Tết, bởi vì rất nhiều người đi du lịch Đà Lạt, đặc biệt là vào những mùa trong năm thì càng nguy hiểm hơn, dễ có tình trạng sạt lở. Nếu các bạn là tài xế thì hãy nghiêm chỉnh chấp hành và chạy với tốc độ trung bình cho phép có thể kiểm soát được để tránh gây tai nạn. Và bây giờ xe đang leo đèo Bren thuộc tỉnh Lâm Đồng. Đèo dài 11 km, nằm cách trung tâm Đà Lạt khoảng 10 km. Bren bắt nguồn từ tiếng Chăm, nghĩa là sấm chim,
Từ này phát sinh do đèo Prenn uốn lượn qua một thác rất đẹp mang tên thác Prenn, đi từ thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt khi qua các cung đèo trên Bảo Lộc. Nhưng chỉ có đèo Prenn là thật sự hùng vĩ và ngoạn mục nhất khi vào cửa ngõ của thành phố Đà Lạt. Bây giờ tới thành phố Đà Lạt rồi đó cả nhà, giờ sẽ chạy vào đường Trần Hưng Đạo đến homestay luôn. Gửi xe trong đó đó, gửi xe trong đó, xíu mọi người xuống rồi. Xe Dung em. Xíu chạy vô đó xong rồi xuống luôn. Xe Dung em. Ủa không ngủ à ta? Tới rồi. Hà Mã Hao tới rồi. Ôi tụi quay. Alo. Tới rồi Dung ơi. Cười lên mở. Mở cười lên coi. Ủa Dung, bây giờ xe để ở ngoài hay sao em? Xe không dốc được không? Xe tại vì đó. Vâng, chào đón chúng ta là hai chú chó của Hamstay. Ủa mà đáng lẽ chủ phải ra đón khách chứ ta, sao kỳ vậy ta? Thôi kệ đi, có chào đón là được rồi ha. Chỗ bức tường trắng trắng á. Lạnh không? Nhớ. Cũng đâu lạnh lắm đâu. Ủa, em thấy không lạnh lắm luôn á. Bên trên xe. Thôi, vậy là em dù lạnh tốt hơn nè. Hà Mã Hao đâu con? Hà Mã Hao nè. Hả? Hà Mã Hao nè. Đó. Đó, con thấy Hà Mã Hao chưa? Chưa bữa đó. Hà Mã Hao nè. Nó ra đây chiêu cũng được bà. Ngồi ăn chỗ đây nè. Đây xuống nào, phòng mình xuống nào. Nhẹ mà. Ủa ai ở trên đây? Lý lòng Lý hả? Dung Lý hả? Lấy dùm đồ để hỏi chị đi. Xong xuống cái kia luôn Dung, vui. Bye.
cái này cái chỗ để mình ăn trưa nè. Ở cái này. Cái bàn để mình ngồi mình ăn. Có không trải không ba? Ừ. Đây nè, phòng của mình nè. Phòng của mình đẹp quá. Phòng của mình đẹp quá. Ủa? Đó, con thích cái giường nào con leo lên đi con. Đâu lạnh lắm đâu. Đúng không mấy mày? Xin chào tất cả các quý khán giả của kênh Nhân Tô Ma nha. Cảm ơn Mimi nha. Anh nằm mở rồi. Check in xong rồi, giờ chuẩn bị đi sân bay đây cả nhà. Nhớ đón xem tập 2 nhé. Xin chào.